Khu nghỉ giữa rừng nơi Miyu và Dàn Sao lựa chọn. Tổ hợp nghỉ dưỡng, ăn uống, vui chơi giải trí nằm giữa rừng thông xanh rì rào từng được nhiều sao Việt check-in như Miyu. Trấn Thành, Di Băng. Lễ cưới hồi cuối tháng 5 được cô dâu Miyu và chú rể Minh Đạt tổ chức ở khu tổ hợp nghỉ dưỡng, ăn uống nổi tiếng tại Đà Lạt. Bữa tiệc chỉ mời những người bạn thân thiết của hai người, diễn ra trong không gian riêng tư giữa rừng thông. Khu vực làm lễ và ăn uống được trang trí lộng lẫy như khu vườn cổ tích với nhiều loại hoa. Thực đơn cưới gồm chủ yếu là các món Âu, nguyên liệu đắt đỏ như tôm hùm, trứng cá muối caviar, thăn bò Australia, cá hồi muối. Các món ăn được bày biện chỉnh chu, đẹp như tranh, kết hợp rau củ được trồng tại chỗ. Trước Miyu, nhiều sao Việt cũng từng lựa chọn tổ hợp nghỉ dưỡng và ăn uống này làm nơi nghỉ chân. Tháng 3 năm ngoái, Trấn Thành và Harry Won Vi Vu Đà Lạt cùng hội bạn gồm các diễn viên Nguyễn Ân, em gái Trấn Thành, Lê Giang, Anh Đức, Lý Hạo Mạnh Quỳnh. Cả nhóm check-in trước hiên villa giữa đồi thông, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 10 km. Trấn Thành tâm đắc với khung cảnh nơi này, còn quay video review cảm nhận. Cả nhóm nghỉ trong căn biệt thự 2 tầng khá rộng rãi, thích hợp cho nhóm bạn tụ tập hay gia đình có con nhỏ muốn đổi gió. Cách chỗ nghỉ vài bước chân là nhà hàng và khu vui chơi dành cho trẻ em. Đi bộ thêm một đoạn vào rừng, du khách đến vườn rau, chuồng gà dành cho người muốn trải nghiệm làm nông. Tối đến, cả nhóm mở tiệc BBQ ngoài trời giữa rừng thông. Tháng 8 năm 2022, vợ chồng Đàm Thu Trang và Cường Đô La cũng khoe ảnh tình tứ tại khu vực nhà hàng của tổ hợp này. Nhà hàng có phong cách ẩm thực Âu fusion, kết hợp các món ăn kiểu Âu theo lối chế biến độc đáo, sáng tạo. Ngoài ra, nhà hàng còn theo mô hình farm to tap bờ, sử dụng nguyên liệu rau củ trồng tại trang trại riêng để phục vụ cho khách hàng. Khu vực ăn uống chủ yếu nằm ngoài trời, giữa rừng thông thơ mộng. Đại gia quận 7 Đoàn Di Băng nhiều lần khoe khoảnh khắc nghỉ dưỡng tại đây. Di Băng cho biết gia đình cô có một căn villa thuộc tổ hợp này với nội thất sang trọng, có khu vực trong nhà, ngoài trời, view rừng thông. Di Băng và ông xã từng nhiều lần tổ chức tiệc kỷ niệm, liên hoan cùng gia đình và bạn bè tại đây. Giá thuê căn villa ở mức vài chục triệu đồng một đêm, tùy thời điểm. Ngoài villa của nhà Di Băng, khu nghỉ dưỡng này còn các villa với lựa chọn hướng vườn, hướng rừng thông, hướng công viên, hướng nhà hàng. Phần lớn nội thất bằng gỗ và có cửa sổ lớn nhìn ra ngoài. Mỗi căn villa đều được thiết kế cảnh quan khá chiêu như suối nhân tạo, trở thành địa điểm check-in triệu đô. Khu du lịch sinh thái kết hợp nhà hàng, cà phê và vui chơi giải trí này cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 8 km. Nằm trên đường Hoa Hồng. Ngoài nghỉ dưỡng, nơi đây thường xuyên được lựa chọn để tổ chức tiệc đám cưới, cầu hôn, kỷ niệm ngày cưới hoặc các buổi team building. Ngoài ra, khách chỉ có nhu cầu tham quan cũng có thể lựa chọn dịch vụ vui chơi, giải trí, ăn buffet, uống cà phê. Vé vào cổng 40.000 đồng, giá buffet khoảng 150.000 đồng, các trò chơi dao động từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng lượt.